Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Văn Văn Ngọt, sinh năm 1992, ở khóm Châu Long Năm, phường Châu Phú B, về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng của Diện Kiểm sát Nhân dân thành phố Châu Đốc, khoảng 3 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022, do cần tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng, dân dân ngọt, điều khiển xe đạp đến khu dân cư Thọ Nguyên, Khớm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, phát hiện nhà kho chứa thiết bị xây dựng của Quỳnh Thanh Vĩnh lấy 7 thanh kẽm siêu nhẹ, chữ V cất giấu đem bán được 420.000 đồng. Sau đó, Ngọt rủ bạn nghiện đến khu vực Hàm Trì, phường núi Sam, mua ma túy sử dụng và tiêu xài hết số tiền đã bán được. Phát hiện mất trộm, dĩnh trình báo công an, Ngọt được mời về làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ của bản cáo trạng, bị cáo Văn Văn Ngọt đã có hành vi trộm cắp tài sản của Quỳnh Thanh Dĩnh trị giá 2 triệu 408 ngàn đồng, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình. Theo quy định tại khoản 1 điều 173 của Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Văn Văn Ngọt một năm tù về tội trộm cắp tài sản.